Kính thưa quý vị, nhằm mục đích khuyến khích các em thiếu nhi học tiếng Việt, đài Little Saigon TV hân hoan giới thiệu sự trở lại của chương trình Thế hệ trẻ Young Generation với Sophie Bảo Trân. Các em có thể gọi vào live để hát, đọc thơ hay gửi lời chúc cho gia đình để nhận được những phần thưởng của các nhà tài trợ. Xin đón xem chương trình Thế hệ trẻ Young Generation chỉ có trên đài Little Saigon TV. Chào mừng quý vị trở lại với chương trình Thế hệ trẻ The Young Generation Show. Thưa quý vị, trong phần 1 quý vị đã gặp gỡ 3 khách tiếng Hoa đến từ một vụ Việt ngữ thuộc nhà thờ Hội Thánh Tin Lành chủ nhiệm Garden Grove. Đó là Eileen, Victor và cô bé chuyên gia vỗ tay hôm nay, đó là Mylin. Đúng rồi, khi mà các bạn, khi mà các em thiếu nhi gọi vào đài và hát xong thì sẽ được một tràng vỗ tay nồng nhiệt của cô bé Mylin cũng như là ba chị em đang ngồi đây. Và thưa quý vị, bây giờ Eileen và Victor có thể giúp cho chị Bảo Trân mời các bạn gọi vào đài được không? Dạ được. Được ha, vậy thì rồi mời mấy em. Các bạn nhớ gọi vào để gặp ba bạn ở đây. Số điện thoại là 714-893-3264. Wow, các em còn thuộc lòng cái số điện thoại của chương trình Thế hệ trẻ hả? Hay quá, chị Bảo Trân là phải làm nhiều lần thì mới nhớ. Nhưng mà mấy em chỉ lên mấy lần thôi mà đã thuộc rồi. Một lần nữa số phone là 714-893-3264. Wow, rồi in English? 714-893-3264. Oh, chị theo chị test em đột xuất như vậy cho nên là các em có thể là hơi ngạc nhiên một chút xíu. Và đúng rồi, theo các em nói số phone lập tới lập đuôi là có các bạn gọi vô rồi. Bây giờ Victor giúp cho chị bấm nút được không? Rồi bóc phone ha. Rồi hello, đây là chương trình Thế hệ trẻ. Chào bạn. Chào bạn, chào cô. Rồi bây giờ hai em nói chuyện với bạn đi. Chào bạn, bạn tên gì? Dạ bạn tên Shannon. Hello Shannon, hôm nay Shannon mấy tuổi rồi? Dạ tuổi nay mình 10 tuổi. Wow, 10 tuổi. Rồi bây giờ Victor hỏi tiếp đi. Shannon đọc thơ, kể chuyện hay là hát? Bữa nay Shannon kể chuyện. Shannon kể chuyện. Lâu lắm rồi mới có một bạn gọi vô để kể chuyện. Vậy thì mời Shannon kể chuyện cho quý vị của đài Little Saigon TV nha. Bây giờ Shannon sẽ kể chuyện này. Chủ đề là gì? What's the title? Tên của bài câu chuyện này là gì? Bốn mùa. Ok, rồi. Bây giờ mời Shannon kể chuyện cho mọi người nghe. Mùa xuân khuya, khi đã đến thì hoa nở, suối chảy và chim hót. Mùa hạ không chịu thua, khi đã đến thì tất cả học sinh được vui mừng. Mùa thu lên tiếng, khi đã đến thì tất cả trẻ em đều vui mừng vì đã đem đến Tết Trung Thu và Halloween. Mùa đông cũng nói khi đã đến, ta mang Giáng sinh đến cho tất cả mọi người. Hay, chuyện rất là hay, kể về tất cả bốn mùa luôn. Ủa, chuyên gia vỗ tay đâu mất tiêu rồi, hello. Hay quá, cảm ơn Shannon rất là nhiều. Shannon, này là bài câu chuyện này thì Shannon đọc hay là Shannon thuộc vậy? Là Shannon thuộc. Thuộc lòng luôn, hay quá, rất là hay. Vậy thì mời Shannon đến đài Little Saigon TV để chọn một món quà nha. Cảm ơn Shannon rất là nhiều, thank you. Rồi, hai bạn nói chào bạn đi. Chào bạn Shannon. Rất là vui và rất là hay. Tại vì lâu lắm rồi có một bạn thiếu nhi có thể gọi vào đài, thường thường là hát hay là đọc thơ, nhưng mà lâu lắm rồi mới có một người bạn kể chuyện. Vậy thì bây giờ chị đố Victor ha. Victor có một câu chuyện gì để kể lại cho Shannon và các bạn mà đang xem chương trình không?
có một câu chuyện gì không? Dạ có. Có hả? Bây giờ biết Trang muốn kể chuyện gì? Con thỏ nhà với con thỏ rừng. Con thỏ nhà và con thỏ rừng ha. Rồi bây giờ mời Victor kể chuyện cho mọi người nghe. Con thỏ nhà đi lang thang, gặp con thỏ rừng ở đường. Con thỏ nhà nói con thỏ rừng, tại sao anh ốm yếu quá vậy? Con thỏ nhà rủ con thỏ rừng ăn, nhưng mà con thỏ rừng nói là anh ăn nhiều nhưng mà mất tự do. Rồi sao nữa? Có nghĩa là con thỏ rừng không muốn ở với con thỏ nhà là vì nó muốn tự do đúng không? Dạ. Ok, câu chuyện rất là hay, không chưa? Dạ. Hết, rồi. Chấm hết. Ok, cảm ơn rồi. Một tràng pháo tay thật to. Thank you, Victor kể chuyện rất là hay. Vậy thì bây giờ chị bà Trang hỏi em Victor nè. Victor học trường Việt ngữ, Victor học lớp mấy rồi? Dạ, lớp 2. Lớp 2. Còn ở ngoài đời thì Victor học lớp mấy? Lớp 4. Lớp 4 ha. Vậy thì sắp gần tới rồi. Vậy thì bây giờ em học lớp 2 thì trong lớp 2 là em chỉ thấy là em biết bắt đầu là kể chuyện nè. Đây là cũng em dùng những từ vựng cũng khó và mới đối với em nào mà sinh ra lớn lên ở Mỹ, ở Hoa Kỳ. Vậy thì bây giờ ở trong lớp 2 có dạy cho em ca dao tục ngữ không? Dạ có. Có hả? Đâu em đọc thử vài câu cho khán giả nghe coi. Con trai như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Hay. Còn biết nữa không? Sau đó là sao? Sau đó là câu gì nữa? Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Đúng rồi, hay. Ok, vậy thì bây giờ chị thấy đây là một cơ hội để chị lớn có thể dạy truyền lại tiếng Việt cho em nhỏ ha. Vậy thì bây giờ em ý lên dạy cho Victor câu kế tiếp đi. Là một lòng thờ mẹ kính cha. Rồi bây giờ Victor cùng với các bạn thiếu nhi ở nhà lặp lại ha. Rồi bây giờ Victor lặp lại theo chị Linh đi. Một lòng thờ mẹ kính cha. Đúng rồi, rồi câu kế tiếp. Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Rồi, Victor. Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Ok, bây giờ nói lại một lần nữa nha. Bây giờ cho những đứa một lòng. Ok, bây giờ chị sẽ nói và hai em lặp lại theo chị nha. Một lòng thờ mẹ kính cha. Một lòng thờ mẹ kính cha. Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Hay, vỗ tay. Yeah. Ok, bây giờ nói lại cái phần đó mà không có cần lặp lại được không? Đố em Victor lại có làm được không? Ok, bây giờ sau cái câu của em á là một lòng thờ mẹ kính cha. Ok, 1, 2, 3. Một lòng thờ mẹ kính cha. Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Yeah, giỏi quá. Rồi, bây giờ nói hết nguyên câu. Bây giờ ba chị em luôn, cộng với em mà chuyên gia vỗ tay luôn, có thể nói hết nguyên câu này, ok? Rồi, 1, 2, 3. Con cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Yeah! Yeah! High five!
Cảm ơn Victor rất là nhiều. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Thế Hệ Trẻ, The Young Generation Show. Bảo Trang xin hẹn gặp lại quý vị đến với chương trình trực tiếp này vào mỗi chiều thứ ba, 6 giờ ngay sau giờ tin tức. Và thưa quý vị, xin mời quý vị giữ nguyên màn hình vì sau phần thông tin thương mại sẽ có chương trình What's Up cùng với Sophie Bảo Trang.